Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Kinh tế Tài chính ngày hôm nay, 13 tháng 4 của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, hôm nay giá vàng nhẫn từ mức đỉnh đã giảm mạnh 1 đến 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng cũng giảm 1,7 triệu đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại tập đoàn Doji đã giảm 2 triệu đồng một lượng xuống 74,25 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra là 76,35 triệu đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng xuống còn 74,48 triệu đồng, bán ra là 76,58 triệu đồng. Công ty SJC cũng giảm mỗi lượng vàng nhẫn 1 triệu đồng xuống còn 74,3 triệu đồng và bán ra là 76,3 triệu đồng. Cùng xu hướng, vàng miếng SJC đã giảm thêm 500.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi lượng so với mở đầu phiên sáng. So với mức đỉnh 85 triệu đồng một lượng, thì giá vàng miếng hiện đã giảm từ 1,9 đến 2,4 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 80,6 triệu đồng và bán ra là 83,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 80,6 triệu đồng, bán ra 83,1, 83,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 80,8 triệu đồng, bán ra 82,9 triệu đồng.